Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tomato Hường. Video này hướng dẫn các bạn tạo một tài khoản Gmail đơn giản và nhanh nhất. Nhớ đăng ký kênh và cho Hường một like bình luận cái điều gì đó nha. Đầu tiên các bạn vào gmail.com. Đơn giản thôi, 2 phút. Ở đây mình bấm vào cái chữ tạo tài khoản. Trên điện thoại cũng tạo y chang nha. Sau đó chúng ta điền họ. Ví dụ họ ở đây là họ Trần chẳng hạn. Đấy, tên là Kim chẳng hạn. Rồi tên người dùng Trần Kim 1999 chẳng hạn. Coi thử có người sử dụng rồi. Rồi mình ghi là Trần 00 Kim. Ok, chưa có người sử dụng. Tên lại cũng được, để mình làm kênh YouTube mà. Rồi ok, hoặc là các bạn để tên các bạn. Trong trường hợp các bạn gõ đây nó tên của mình không phù hợp thì các bạn thêm số vô, hoặc là đổi chiều ngược lại thêm một vài cái tự cái tắt vô thì nó sẽ được cái tên của mình ha. Hoặc thêm dấu chấm vô. Ok, mật khẩu chúng ta sẽ tự đặt một cái mật khẩu nào đấy. Ví dụ mình cũng sẽ tự đặt một cái mật khẩu, các bạn cũng tự đặt đi nha. Rồi ok, bấm tiếp theo. Ok, bây giờ mình sẽ để số điện thoại khôi phục vô. 09 email khôi phục, mình sẽ để một cái email khôi phục nó tên là ngày tháng năm sinh. Mình ghi cái ngày nào đấy đại đại, mình nhớ phải nhớ ngày nha. 1990 chẳng hạn. Trên 18 tuổi, ghi tuổi bé quá nó không cho tạo Gmail đâu. Nữ. Bấm tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ bấm gửi thì nó sẽ gửi cái mã tới cái số điện thoại Hường vừa mới điền ở trên đấy. Đây rồi. 614076. Xác minh. Rồi nó bảo là cái điều khoản của Google đấy. Ta bấm tôi đồng ý đi. Là điều khoản riêng tư tôi đồng ý tiếp. Mình cứ bấm tôi đồng ý thôi. Cái này các bạn nào xuyên thì đọc. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo một cái Gmail thành công. Cái Gmail này các bạn có thể dùng để gửi email sinh hoạt. Đồng thời các bạn cũng có thể tạo một cái kênh YouTube. Ví dụ như ở đây các bạn có những cái kênh YouTube mà Hường đã tạo rất là nhiều người Gmail để tạo nhiều kênh YouTube để mình có thể bán hàng và nhận hoa hồng. Ở trên thế giới người ta gọi là affiliate marketing. Đây là kênh YouTube của Hường nha. Kênh này thì chia sẻ về affiliate marketing. Trong này Hường có hướng dẫn làm nào để sử dụng một cái Gmail để tạo một kênh YouTube, sau đó từ cái kênh YouTube đó có thể tạo thu nhập được từ khá là nhiều cái mạng khác nhau. Ví dụ như là MMO, affiliate marketing, kiếm tiền Clickbank hoặc là kiếm tiền YouTube vân vân. Các bạn có thể bấm vào đây và xem vào playlist danh sách phát, chúng ta có thể là xem những cái cách để tạo thu nhập trên internet thông qua cái địa chỉ Gmail, tức là từ địa chỉ Gmail tạo kênh YouTube, ví dụ đang kiếm tiền YouTube với affiliate marketing. Ok, các bạn có thể bấm vào những cái playlist này để làm theo hướng dẫn để chúng ta biết cách làm thế nào để tạo thu nhập từ cái Gmail của mình, từ cái kênh YouTube của mình. Nhớ đăng ký kênh của Hường. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.